Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với Tép TV. Hôm nay là trên đường đi Vegas về nên là Tép Nhi thấy có một cái tiệm kem như thế này. Thì thấy có rất là nhiều người ghé đến đây để ăn. Và đặc biệt là ở đây theo sự hiểu biết của Tép Nhi thì cái kem này đó là người ta tự làm á mọi người, nên là chắc là sẽ ngon. Vì vậy là Tép Nhi muốn quay lại và chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Còn bây giờ thì Tép Nhi và mọi người vào bên trong nha. Ok, thôi bây giờ. Chủ đề chính đó là mình đi mua kem ăn nha mọi người nha. Một ly như thế này nè mọi người, nó kêu là hai scoop đó. Này. Bây giờ mình đi ra ngoài mình ăn mọi người ơi. Còn bây giờ thì Tiffany đi về nhà đây. Bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người trong những video lần sau nha.